Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Mình là Lâm Y Hòa đây. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một hộp sản phẩm đồ chơi không cũ mà nó cũng không mới. What? Không mới tức là mẫu sản phẩm này đã sản xuất cách đây rất là lâu rồi, khoảng 11 hoặc là 12 năm trước. Còn không cũ tức là một số bạn khi đang xem clip của tôi, đặc biệt là các bạn 9X sẽ há miệng ra và hét lên rằng: trời ơi, cũng có mẫu sản phẩm này nữa hả? Hồi bé tôi chưa thấy bao giờ luôn đó. Hư cấu quá đi. Wow. Và đó chính là món hộp sản phẩm quyền thủ sỏi tím. Ok, còn chần chờ gì nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Hồi những năm về trước, cũng khoảng lâu rồi các bạn, cũng khoảng vào năm 2008-2009, trên thị trường đồ chơi Việt Nam của chúng ta, ngoài xuất hiện những dạng vỉ, dạng hộp đựng quyền thú tô gia hoặc là quyền thú lửa kết hợp với lại quyền thú hỗ trợ khác, người ta còn có bán thêm một số dạng hộp mà đựng các quyền thú riêng lẻ. Ví dụ như là quyền thú dơ nè, quyền thú tinh tinh, quyền thú sư tử đen nè các bạn, quyền thú cá mập nè đó, và quyền thú sói, giống giống như cái dạng hộp này nè các bạn. Hồi đó nó bán rất là nhiều luôn á các bạn. Các bạn đã biết là các quyền thú lửa các bạn được kết hợp giữa ba quyền thú, đó là quyền thú sơn dương nè, quyền thú chim cánh cụt và quyền thú tinh tinh. Hồi lúc tôi review cho các bạn con quyền thú lửa, không phải là tôi mua nguyên một bộ ba con nha các bạn, tôi chỉ mua lẻ ba con á. Thì ba con nó giống giống như cái này nè các bạn. Đây đó, đây là con quyền thú chim cánh cụt nè các bạn đó. Còn cái hộp quyền thú sơn dương, quyền thú tinh tinh đó các bạn, cũng có cái hộp luôn, nhưng mà cái lúc mà chuyển nhà đi á các bạn, mấy cái hộp đó nó bị thấm nước, nó bị mục nát hết rồi, tôi cũng bỏ luôn rồi. Tôi chỉ còn lại còn quyền thú chim cánh cụt thôi đó, mà cái hộp nó cũng nát lắm các bạn. Đây nè, bạn thấy không, nó bị đó, nó bị như thế này nè. Thôi kệ, mình giữ lại mình làm kỷ niệm, ổn lắm các bạn. Hồi lúc đó bị thấm nước hết trơn luôn đó. Rồi chúng ta quay lại quyền thú sói của chúng ta nhé. Đây các bạn, đây là cái hộp của quyền thú sói nè các bạn. Đây, nó có một cái lớp kiến cho chúng ta thấy được mẫu sản phẩm ở bên trong. Chúng ta chỉ thấy được cái hình con sói thôi, chứ chúng ta không thấy được cái đuôi của nó các bạn à. Cái đuôi của nó đó. Rồi đây, đây là trước mặt. Thì nó là đánh số thứ 10 nha các bạn. Đó, đây là con quyền thú tô gia nè. Đây là ba chiến binh quyền thú của chúng ta. Đây, bên hông. Bên hông thì nó sẽ giới thiệu. Đây, quyền thú sói. Đó, nó ngậm vào cái đuôi. Và gáp với lại, kết hợp với lại con Zeki Toza ha. Còn ở bên đây thì nó đây, tức là khi mà kết hợp với quyền thú Toza, ta chỉ còn ba quyền thú nữa thôi. Rồi cái mặt phía sau của cho nó, đây các bạn, cái mặt phía sau của nó là tất cả các quyền thú, hình như thiếu con tê giác các bạn, con tê giác á, con tê giác bự là bự á. Đây rồi nè các bạn, nó lâu quá nó cũng bị gắt nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem nhé các bạn. Và đây các bạn, đây là mẫu sản phẩm của chúng ta đây.
huyền thú sói tím. Nó đẹp lắm các bạn. Đây phần đuôi của nó nè, phần đuôi hồi nãy là ở trong cái hộp nó che lại, nó không cho mình thấy các bạn. Rồi chúng ta lấy ra nhé. Wow, đẹp lắm các bạn. Đây mà, đây là cái phần đầu của nó nè. Nó rất là giống con sói thiệt các bạn ạ. Đây. Đây là phần cổ của nó nè. Phần chân của chân trước của nó nè. Chân sau của nó. Rồi chúng ta sẽ lấy cái đuôi chúng ta gắn vô nhé. Rồi, chúng ta sẽ gắn cái đuôi của nó vô. Rồi đây các bạn. Huyền thú sói tím của chúng ta rất là đẹp luôn các bạn. Trong tất cả các bộ siêu nhân từ năm 2000 trở về sau á các bạn, tôi chỉ thấy là sói của siêu nhân huyền thú và một con sói nữa, đó là con sói của siêu nhân Gao hay còn gọi là siêu nhân bách thú á các bạn, là nó giống thiệt thôi. Để tôi lấy cái con gao chó sói cho các bạn xem nhé. Đây, đây là cái con gao chó sói này các bạn. Thì gao chó sói này nó sẽ là một phần cánh tay của gao thợ săn hay còn được gọi là gao hunter các bạn. Tôi đã từng review cho các bạn. Các bạn nào mà chưa xem thì nhấn vào chữ Y nhé các bạn. Coi đi, hay lắm các bạn à. Nhấn lại chữ Y xem lại giùm tôi nhé. Hai cái có con sói này thì con sói của huyền thú nó giống thiệt nhất luôn các bạn ạ. Nó giống từ phần đầu cho tới phần đuôi luôn. Còn cái con mà gào chó sói này các bạn, nó chỉ giống phần cổ trở về thôi. Cái phần đuôi thì nó không được giống cho lắm. Cái đuôi này rất là giống luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ hợp thể huyền thú sói với lại hai huyền thú tô gia và huyền thú lửa cho các bạn xem nhé. Các bạn theo dõi cùng tôi. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh với hai huyền thú là huyền thú báo đốm và huyền thú báo đốm Nam Mỹ nha các bạn. Các bạn thấy rằng
cái đường viền của con quyền thú báu đốm này các bạn, với lại phần bụng cũng như các phần mà chi tiết các bạn, nó rất là giống với lại quyền thú sói. Còn đối với cái phần đầu của các bạn lại giống với lại quyền thú báu đốm, cũng vậy hiểu thôi các bạn, tại vì trong phim á các bạn thì đây là hai anh em, tức là siêu nhân tím và siêu nhân xanh là hai anh em nên hình dạng cũng tương tự nhau. Nói chung là con quyền thú sói là tổng hợp sức mạnh giữa quyền thú báu đốm và quyền thú báu đốm Nam Mỹ, tức là nó vừa có sức mạnh tốc độ mà nó vừa có sức mạnh về kỹ thuật. Nói chung là nó là một cái bản thể hoàn hảo kết hợp giữa sức mạnh về tốc độ và sức mạnh về kỹ thuật. Khi quyền thú sói kết hợp với quyền thú Toja, ta thấy nó rất là giống những võ sĩ Thái Lan với bộ môn võ thể thao là Muay Thái. Đấy. Thì trong phim các bạn thấy rằng thì con quyền thú Toja này các bạn, khi mà quyền thú sói kết hợp lúc nào nó cũng giơ cái chân phải lên thủ về những con quái vật không các bạn, nó rất giống với những võ sĩ Thái Lan. Các bạn thấy là môn võ Thái Lan á, thường thường người ta có một cái thế, đó chính là lúc nào cũng giơ cái chân phải lên phía trước đối thủ. Cái đuôi sói cũng giống như là một cái vũ khí được thêm vào, bó vào chân để làm tăng tính sát thương đó, khi chiến đấu với quái vật đó các bạn. Và quyền thú sói có thể kết hợp với quyền thú lửa tạo nên một hợp thể đây các bạn. Và mình nói luôn, đây là hợp thể không xuất hiện trong phim luôn nha các bạn. Thì như các bạn đã biết, tôi đã từng review và tôi đã từng nói với các bạn, thì quyền thú lửa sẽ đại diện cho những võ sĩ hiện đại như là những môn thể thao như là quyền anh nè các bạn, môn đấu vật nè. Đó, người ta sẽ sử dụng hai tay nhiều hơn chân, nên cái hợp thể này nó sẽ không có trong phim nha. Tôi hợp thể vô cho các bạn xem để biết rằng con sói này nó có thể ráp với quyền thú lửa nha các bạn. Nó cùng khớp với nhau luôn á. Khi các bạn xem phim, các bạn thấy rằng quyền thú Toja sẽ dùng một tuyệt kỹ, đó chính là xoay người rồi dùng cái chân sói này nè phóng đi cái đuôi sói các bạn về phía quái vật. Sau khi mà quái vật được tiêu diệt thì cái đuôi sói này các bạn nó sẽ trở về cái miệng của con sói, hoặc là nó sẽ trở về trên đây. Các bạn thấy rằng nó rất là giống một cái môn thể thao, đó chính là môn thể thao phóng boomerang. Quyền thú báu đốm và quyền thú báu đốm Nam Mỹ sẽ là đôi chân cho quyền thú Toja. Tôi đã từng review hợp thể quyền thú Toja cho các bạn rồi đó. Các bạn nào chưa xem thì nhắn vào chỉ y xem lại giúp tôi nhé. Trong một tập phim, siêu nhân vàng bị thương dẫn đến quyền thú báu đốm do siêu nhân vàng điều khiển bị ảnh hưởng, thì một bộ phận bị ảnh hưởng thì tất cả bộ phận cũng bị ảnh hưởng theo luôn. Và lúc đó siêu nhân tím đã hóa thành quyền thú sói. Đây, quyền thú sói sẽ trở thành cái chân bên phải của quyền thú Toja. Và chi tiết này nó rất là ý nghĩa các bạn Thì như các bạn đã biết, cái đôi giày của ta mang á, mang lâu ngày nó sẽ bị sao các bạn? Nó sẽ bị rách đúng không ạ? Nó sẽ bị rách và hư. Thì khi mà bị hư, bị rách như vậy, chúng ta sẽ thay một cái đôi giày mới. Wow. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn. Một mẫu sản phẩm rất là đẹp và rất là nhiều ý nghĩa đúng không các bạn? Còn các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.